tên luôn rồi đấy nhá. Nhìn là biết có tiền rồi, nói chung là nhìn người dáng người biết có tiền rồi, đặt tên Facebook là biết có tiền luôn. Dùng quả sim thì đúng là cũng nhận đỉnh luôn, ông này có rất nhiều tiền luôn. Những người ta có tiền nhiều ấy, nên nhớ một điều là người ta dùng sim như vậy ấy, người ta thường là những người như này này, cho mọi người biết này. Người ta có tâm này, người ta có tâm này, người ta có tài này, người ta có tiền này và người ta có duyên. Nên nhớ một điều vậy, người ta mới có được cái sim như này. Đấy mấy ông mà cứ bảo là do đây sim này tôi đảm bảo luôn chứ bây giờ mà mua thì bảo tôi cọc 1 tỷ đồ cọc. Quá uy tín, quá tin tưởng rồi. 0979 77 49, quá đẹp. Sim này đúng là đúng phải 10 phần vẹn 10 luôn, là đẹp từng mm luôn. 800 triệu nha. Lớn hơn này, khả năng hơn 800 triệu đấy. Chả biết đâu mà lần đâu. Thật ra lâu lắm tôi không xem giá sim, nhưng mà sim này ngày xưa nó rơi khoảng tầm 8 lít thôi. Chúc mừng bạn Hùng Nguyên Piano nha. Chúc bạn và cả họ là bạn mạnh khỏe và sự lý phát tài phát lộc. Quá đẹp, đúng là thật, cứ sống đàng hoàng tử tế, sống có tầm có đức, mặc sức ăn. Có những người ta dùng những quả sim kinh khủng thật. 0979 77 49. Cái sim này tôi đảm bảo luôn là ông này phải tiêu tờ của đốt tờ hết luôn. Tiêu tờ gọi là tiền đô ấy. Loại trăm đô ấy nha, kinh lắm. Nhiều người ta nhiều tiền lắm mọi người ạ. À. Người ta dùng cái sim kinh lắm. Sim đắt cực kỳ luôn này. Mọi người chơi, mọi người có nghĩa là mọi người đang còn ví dụ như này, không phải cái sim đắt rẻ là liên quan đến việc của mọi người. Mọi người nên nhớ một điều này. Cái duyên của mọi người dùng được cái sim nào thì đó là cái duyên của mọi người. Sau này mọi người làm ăn lớn ấy, kinh doanh ấy, dù mà trải qua kinh doanh môi trường kinh doanh rồi ấy, trải qua nghĩa là một ngày các bạn bỏ ra khoảng tầm 500 đến 100 đến 200 triệu ấy, thì các bạn sẽ nghĩ ngay để sẽ sở hữu mình một cái sim. Đấy, đúng không mọi người, nhưng mà không sao cả. Tuổi nhỏ thì làm việc nhỏ nha, tuổi lớn thì làm việc lớn. Không ai mà giàu đâu bao họ mà khó đâu ba đời đâu, yên tâm. Câu này ngày nào tôi nhắc đấy, các bạn có thấy ai giàu bao họ không? Tôi đố các bạn biết ai giàu bao các bạn có thấy ai là người giàu bao họ không? Và các bạn đố các bạn nhìn thấy ai là người khó ba đời không? Không bao giờ khó luôn nha. Đô Văn Nguyễn, ok mọi người chia sẻ đi. Rất nhiều người không chia sẻ nha, mọi người chia sẻ vào năm hội nhóm đi, năm lần là trang cá nhân đi, mọi người đừng ngồi không, mọi người phải chia sẻ nhiều lên. Chia sẻ lên cho comment nó hiện lên trên màn hình đây chưa? Đô Văn Nguyễn 0344146264. Cái sim kia đẹp bao nhiêu thì sim này nó đen bấy nhiêu. Bắt taxi qua nhà anh Hùng Nguyên Piano kìa, nhà biểu anh lắc cho con 9 thay con 4. U chào cái sim ông. Tôi đảm bảo luôn trong túi ông bây giờ mà có 200.000 tôi cho ông luôn 10 triệu luôn. Trời đẹp. 0344146264 đầu nhất tử đít số 4. Đít cục tử luôn. Đít cuối 3 năm thiêu 1 giờ long đong là đận sim này nó phải đen bằng 20 con chó mực gộp lại luôn. Thường là đen bằng con chó mực thôi, đen bằng con cút thôi được rồi, ông này phải đen nguyên một đống than luôn. Quá đen sim này thì nó phải gọi là đen hoặc là đen bền vững luôn này, hiểu không? Ông này nói chung là chân trái ra đường thất bát luôn, chân phải cũng thất bát luôn, chân giữa cũng thất luôn. Sim này làm gì có tiền. Sim này nói chung là đen đuối rồi, sim này là một sim hung rồi. Ôi ôi. Sim có 10 số mà dính mẻ nên là 5 con 4 thì làm ăn gì trời. Nửa đời tử thì làm ăn gì. 0344146264 đầu nhất tử đít cũng tử luôn. Đầu đít. Sim này lấy con dao mài thật sắc, tháo cái sim này ra, băm nát cái sim này đi. Bắt taxi đi mua sim mới về làm ăn cho nên nhá. Sim này trò là ngớ nó còn đánh trò chứ giá tiền gì sim này nhá. Băm. Và băm. Bác sĩ đi mua sim mới để nó ăn cho nên nhá. Đèn lắm, u chào sim này nó đen rồi, để đen bền vững luôn đấy. Công việc của em này long đong lần đận này, đen đuổi này, ông này cũng là thuộc dạng là ăn chơi đấy, nhìn tóc đai như ca sĩ đấy nhá. Bớt ăn bớt chơi đi em, lo làm ăn đi nhá. Sim này quá đen rồi nhá, đi hát đi hò có thể là bua cho gái 500-1 triệu thì không tiếc đâu, nhưng mà dùng cái sim quá này là nghe vẻ là hơi căng đấy nhá. Sim này riêng mà gọi đến cho anh Du là anh đập luôn cái điện thoại của anh, bẻ sim anh luôn nhá, không nghe đâu nhá. Đèn lắm. Má nhà mày gọi cho anh thì đúng anh đuối người, lớn anh ăn cám luôn nha. Chúc em và cả nhà nhà em mạnh khỏe, vạn sự như ý, phát tài phát lộc. Băm và băm cái sim này đi, băm bằng nát nha. Bắt taxi đi mua sim mới, được chưa? Cũng đáng giả thật mà sự thật mất lòng. Nếu anh Du nói sai, mày con mình sai, đúng không đúng sai tí nữa mày 50 triệu luôn. Thì đấy nhìn là biết làm gì có tiền nha. Nhìn là biết không có tiền rồi. Rõ ràng quan điểm anh em nói thẳng căng với nhau, ok chưa? Mất lòng trước được lòng sau, ok chưa? Thoải mái chưa mà anh em? Lê Nhi 0848923998 kiểu mãi tài kiểu pháp thoải mái làm ăn rồi. Ủa, con gái nhưng mà rất giỏi nha. Bạn này thì nói chung là nhìn rất là, bạn này chưa phẫu thuật thẩm mỹ nha, bạn này nhìn vẫn rất chân chất luôn, chưa phẫu thuật thẩm mỹ, môi đổ chốt luôn, được. Chung là về cái độ đẹp thì anh chấm điểm cho em luôn là 8 điểm nha, thang điểm 10. Lê Nhi, còn sim này thì thoải mái làm ăn rồi. Sim này thì công việc em an nhiên này, thuận buồm xuôi gió này, may mắn từng ngày từng giờ từng giây từng phút luôn. Tại sao 0848 này, 92 kiểu mãi này, 39 tài kiểu này, 998 kiểu pháp này, muôn đời ấm no rồi. Sim này quá đẹp, sim này là vẫn là một sim đại cát nha, vẫn là một sim may mắn đấy. Công việc của em an nhiên bình an. Nếu anh Du nó sai, em con mình sai, đúng con mình đúng, sai tí xuống đường xén đâm một đít anh luôn. Sim này định giá tiền luôn 50.000, chúc mừng em, để lại Dung.
không đổi không bán xin mày đi. Chúc em và cả tông môn nhà em mạnh khỏe, bán sự như ý, phát tài phát lộc. Chúc cả hộ anh em luôn luôn an yên bình an. Nha, chia sẻ đi, chia sẻ rất nhiều không chia sẻ. Mọi người chia sẻ vào năm hội nhóm đi, 5 lần lên trang cá nhân để comment hiện lên cho mình nhá. Bố đi mọi người, đừng có vội không, comment ẩn hết đây, không xem cho ai cả đâu nha. Ok nha, mọi người chia sẻ đi. Thả like là tim nhiều vào, có những ông là luôn lách lươn lẻo. Mấy ông mà luôn lách lươn lẻo là luôn luôn thiệt nha, thẳng thắn thật thà thường may mắn. Mấy ông luôn lách lươn lẻo là gì? Không chia sẻ đâu nhưng mà comment rủi rủi. Làm đi hết comment của những anh chị còn lại nha. Ok nha, Quang lắc, ngồi lắc ít thôi em ơi, lắc lú gì nữa nha. Quang lắc, nhất là anh phê bình cái tên nha. Sau anh xem xin em xong thì em đổi luôn cái tên Facebook đi nha. Nói chung là để đổi lại cái tên Facebook cho nó. Ví dụ Quang là Quang nhảy đi, đừng Quang lắc nữa. Hoặc là Quang bơi đi nha, đừng Quang lắc nha. Thứ nhất là phê bình nha, phê bình và từ phê bình. Cho nên toàn anh em về nhà nên là nhân tôi nói luôn nha, không có lắc lú gì cả nha. 0355 580728. Tài khoản ngân hàng của ông này có dưới 20 triệu, tôi chặt giá cho chó ăn luôn. Xin này có bẫy nhưng mà xin này bẫy là bẫy đẹp nha. Bẫy là bẫy nét luôn đấy nha. Bẫy là bẫy, bẫy gọi là bẫy như có nghĩa là muốn gọi là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu luôn nha. Đây là tôi đọc mọi người nghe nha. 0355 580728 sinh phát, 0700 28 ít mãi phát. Ông này tài khoản ngân hàng có dưới 20 triệu tôi chặt giá cho chó ăn luôn. Xin này quá đẹp. Xin này định giá tiền luôn. 2000 thôi. Ngày xưa là đầu 016 đấy nhưng mà nó đổi với đầu 03. Nên là tăng ngày xưa là đúng ra xin là có 1000 rồi nhưng mà bây giờ nó đổi với đầu 03 tăng được 2000. Mặc dù có 2000 thôi nhưng mà nó rất là đẹp luôn. Xin này lại công việc lại may mắn rồi chứ. Ông này này. Nói chung là ông này đúng là thuận buồm xuôi gió đấy. Xin này nó cũng an nhiên này. Quá may mắn với ông luôn. Quảng lắc nha. À chưa, Quảng lắc chứ không phải Quảng lắc đâu, Quảng lắc nha. Xin này cực kỳ may mắn luôn. Để lại dùng. Không đổi không bán xin mày đi. Chặn hòa vi quý rồi, chặn ấm để đêm rồi nha, thoải mái rồi. Thì là quá đẹp. 0355 58 sinh phát, không thất mãi phát. Quá đẹp, chúc mừng bạn nha. Nếu tôi nói sai bạn comment sai, đúng comment đúng sai tôi ký niệm bạn 20 triệu luôn. Chúc bạn và cả tông môn nhà bạn mạnh khỏe, bạn sự như ý, phát tài phát lộc. Năm 2019 gặp được nhiều điều may mắn hơn. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Mới chia sẻ chưa? Rất nhiều người không chia sẻ đâu nha. Mấy ông mà luôn lách luôn lẻo là bắt sống hết nha. Ok nha. Đấy thì nói chung là vừa rồi ấy, em đã xem cho mọi người rất là nhiều người rồi. Thì nói chung là sau đây, nói chung là nhân tiện đây em có một cái lời mời rất là chân thành tới tất cả anh em, bạn bè, cô dì, chú bác, già trẻ, gái trai, bầu bì đang cho con bú trên khắp mọi miền tổ của Tổ quốc. Ai mà có dịp đi ra ngoài Hà Nội đi ăn, đi chơi hay đi bay, đi lắc hay bất kể mọi người đi đâu, mọi người quý mến thằng em này, mọi người gọi điện cho thằng em này. Thằng em này đón mọi người, mời mọi người một cốc trà đá nha, uống với thằng em này một cốc bia. Rồi sau mọi người đi đâu đi. Đây là cái tình cảm rất là chân thành, rất là da diết, rất là chân thành hết mực luôn. Mời bằng cả tấm lòng và cả một bộ lòng luôn, được chưa? Và em nói luôn, em không phải là thầy bói, em chỉ là người kinh doanh buôn bán bình thường thôi. Đấy, em thì năm nay em 27 tuổi rồi, em thì là du nha. 27 tuổi. Hiện tại thì đang sách hồ ở ngoài Hà Nội, em mới sách hồ ngoài này được 5 năm rồi. Hiện tại định cư ngoài này rồi nha. Anh em ra đây thì cứ gọi cho em đón em mời cốc trà đá. Mời anh em uống một cốc bia. Ok, em sách hồ thôi nhưng mà em không hơn người ta cái giàu sang, nhưng mà em hơn người ta cái đoàn hoàng. Anh em cứ thoải mái đi, bốn bể là nhà. Và nếu ai đi ra ngoài Hà Nội này đi làm hay bất kể đi đâu mà không may xa cơ lỡ bước ấy, mà gặp khó khăn gì cứ gọi cho em giúp được gì em sẽ giúp. Nếu mà không may mà xa cơ lỡ bước này, không có trưa chỗ ăn chỗ ổn định ấy, đừng ngại ngần gì cả, cứ gọi em đón về nhà em ăn với em bữa cơm rau dưa cả đảm bạc. Rồi sau ấy anh em bạn bè thì đi đâu đi, đấy là rõ ràng quan điểm luôn. Tiếp theo, nếu ai muốn đi ra ngoài Hà Nội đi làm mà không xin được việc, nhớ này, không xin được việc, khó khăn về công việc mà không xin được cứ bảo em xin cho. Nên nhớ một điều nha mọi người nha, em không phải là muốn bán việc làm đâu, em xin giúp cho mọi người thôi, mọi người hiểu không? Và cái thứ hai này, em thì không xin được mọi người làm được những công việc ví dụ như là giám đốc hay là tổng giám đốc hay là trưởng phòng đâu. Em thì xin được anh các chị các bạn các em này làm được những công việc như này, bưng bê này, nhà hàng khách sạn này, bảo vệ thôi. Vì nó đúng thật sự thế này, bạn bè em có rất nhiều người mở công ty nhà hàng khách sạn, nên em chỉ xin được mọi người được những công việc phổ thông như vậy thôi, bưng bê nhà hàng khách sạn này, bảo vệ thôi. Đấy, còn những cái công việc cao sang em không xin được, nó thật. Còn tuyệt đối là em không mua bán việc làm nha, em chỉ xin giúp mọi người thôi. Em xem sim từ năm 2018 đến giờ rồi, em xin cho rất rất nhiều người rồi, mọi người cứ đi hỏi đi biết có đúng không. Em xin cho rất rất nhiều người nha. Làm lương thì tháng 5-7 triệu thôi mọi người ạ. Làm cái công việc vậy thôi, ai mà muốn đi làm thì bảo em xin cho. Đấy là xin rồi, gọi là em xin giúp nha, không phải là các ông này nghĩ em là mua bán việc làm thì chết đấy nha, không phải đâu. Em thì là người kinh doanh mua bán bình thường thôi, em có niềm đam mê yêu xin số thì em xem giúp cho mọi người thôi. Tuyệt đối là không xin ai 1000, không lấy ai 1000. Ra đây có gì cứ gọi cho em nha. Em phải đang định cư ngoài Hà Nội rồi, anh em quý mến cứ gọi cho em theo số điện thoại 0989 83 49 40 1 hoặc 5678. À em chào đại trưởng nha. Nha mọi người.
người cứ ra cứ gọi cho em, ok chưa? Em đón mọi người thoải mái, uống em cốc trà đá nhậu em hôm nha, ok chưa? Vừa rồi là giới thiệu rất là kỹ lưỡng rồi về sơ qua về bản thân rồi, về sở hữu lý lịch rồi, thì tiếp theo chuyên mục tiếp theo là quảng cáo nước hoa nam cho mọi người nha. Nước hoa nam này, nước hoa nước